Mình xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thủ Thuật Hay Vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tới bạn cách để tải cái bản Viva Video trên CH Play về. Và cách các bạn có thể tải được cái bản Viva Video Pro trên mạng về mà xóa được cái logo Viva Video. Ở đây thì mình đã có hai cái video mà mình đã làm từ trước. Cái video thứ nhất là nó chưa được xóa logo, các bạn có thể thấy thì nó sẽ có cái chữ Made by Viva Video ở đây đó. Và cái bản thứ hai là cái bản Pro không có hiện chữ Viva Video. Như các bạn thấy ở phần này không còn chữ Viva Video ở đây nữa. Đây là bản Pro đã được mua và sử dụng hoàn toàn miễn phí tất cả các chức năng. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách để tải nó trên CH Play về nhé. Các bạn chỉ cần điền Viva Video ở đây, sau đó chúng ta ấn cài đặt. Ở đây mình đã cài rồi. Các bạn có thể xóa logo bằng cái bản Viva Video mới này bằng cách mua cái bản Viva Video Pro này về. Các bạn ấn vào cái mục VIP ở bên này và chúng ta sẽ mua sử dụng là 68.000 trên một tháng. Và mình sẽ chia sẻ tới các bạn cái bản tiếp theo, bản Pro. Các bạn có thể dùng hoàn toàn miễn phí mà không phải bị gắn mác Viva Video. Bằng cách các bạn lên trên mạng tải về. Các bạn vào một trình duyệt trên hệ thống. Và chúng ta sẽ vào Google để tìm kiếm cái phần mềm Viva Video. Các bạn điền ở đây là appvietnam.com. Và chúng ta sẽ kích vào dòng app Việt Nam này. Các bạn điền là Viva Video. Đó, các bạn tải cái phần đầu tiên đây, Viva Video Pro Video Editor HD. Các bạn có thể xuất cái video với độ phân giải HD và không bị đóng mác logo nhé. Các bạn ấn vào download APK về và nó sẽ hiện là downloading. Nó sẽ có cái đường link cho chúng ta tải trong vòng 5 giây, sau đó chúng ta ấn vào download APK. Đó, nó hiện đây thì chúng ta ấn vào tải. Ở đây mình đã tải và cài đặt rồi, rất là đơn giản thôi các bạn. Thì như vậy là mình đã chia sẻ tới các bạn cách để mua cái bản Viva Video trên CH Play, cũng như là tải cái bản Viva Video Pro trên mạng về cho chúng ta sử dụng hoàn toàn miễn phí, không bị đóng mác cho logo, cũng như là sử dụng hoàn toàn miễn phí xuất video với cái tác độ HD. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Nếu bạn thấy hay một buổi thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.